Dạ, xin đi đoàn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Bây giờ thì khoảng 11 giờ ngày 8 tháng 3 2023. Sunny đang đứng ở con đường Võ Thị Sáu Hiền Vương, và khoảng 100 mét nữa thôi thì chúng ta tới ngã 6 Dân Chủ. Và với video clip này, Sunny cũng muốn gửi tới chú Tân Phong Nguyễn với lời yêu cầu khi nào cháu rảnh rỗi quay cảnh cống bà Xếp quận 3 cho chú xem. Và cháu thì cũng rất là vui thực hiện cái clip này gửi chú. Rất là nhiều cái yêu cầu mà Sunny sẽ cuốn chiếu từ từ. Và nhân tiện đó thì cũng mời anh chị và các bạn lên xe để chúng ta về cống bà Xếp trên con đường Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Duyệt, cái hướng về chợ Hòa Hưng đó. Và Sunny sẽ đi con đường Trần Văn Đan, đó là con đường Hoàng Đạo, và đi quanh cái hẻm đó để anh chị và các bạn hình dung cống bà Xếp, một vùng đất dữ năm xưa nhưng ngày hôm nay thì như thế nào. Nghe nói là vùng đất đó là các anh ao hồ đó, giang hồ, xin y ưa gọi là ao hồ, chạy vào hẻm ngoằn qua ngoằn nghèo mất tích và nhảy xuống dòng kênh bùm, thế là thoát. Nó rất là phức tạp, nhưng mà ngày hôm nay thì nó có những con đường mang theo dòng kênh Nhiêu Lộc, đó là Hoàng Sa, Trường Sa. Đó, và đây là có một cái ngôi trường Tape La San Hiền Vương, đây là trường Lê Lợi. Đây là còn cái góc ngã 6 với những con đường như Lý Chiến Thắng, Yên Đỗ nè, Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Duyệt, 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Đó, nhiều con đường. Rồi chúng ta đi nha. Và xin lỗi chú, cháu thì cũng phải xuất phát từ đây, chú không nói cái khu vực nào nó chi tiết. Xuất phát từ đây để chúng ta nhìn trọn vẹn con đường Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Duyệt để gửi chú và anh chị. Bây giờ thì mang tên là Công Trường Dân Chủ. Rồi, đây là con đường Lê Văn Duyệt. Đối với những hình ảnh ngày xưa, đây là danh trại quân đội rất là nhiều. Bây giờ anh chị thấy cũng thay đổi. Và đặc biệt khi mà đi lên con đường này thì chúng ta sẽ bắt gặp những căn nhà được giải tỏa. Đi sâu vào bên trong thì khoảng là 11, 12 mét để người ta làm tuyến metro số 2 Bến Thành, Tham Lương. Bên phải thì có những con hẻm để chúng ta đi vào cái khu vực ga Hòa Hưng. Bây giờ cái khu vực này rất là nhộn nhịp. Ngay chỗ cái mảnh đất quân đội năm xưa, bây giờ thì cũng còn anh chị. Đó là hình như bộ tư lệnh quân khu 7. Ngày xưa là chạy Lê Văn Duyệt trên con đường này. Và cái hướng này là về ngã ba Ông Tạ, trên con đường Phạm Văn Hai, Thọ Ngọc Hầu. Đó, cái cổng quân đội. Bây giờ là bộ tư lệnh quân khu 7. Chúng ta cứ đi rề rề, chú sẽ đi ha. Rồi mình sẽ nhận ra con đường năm xưa nó như thế nào. Rồi mình tới cống bà Xếp. Đối với cống bà Xếp thì nó có những con hẻm ngoằn ngoèo trên con đường Trần Văn Đan, Hoàng Đạo năm xưa. Thì buổi chiều thì con đường này thì nó ưa kẹt xe lắm, con đường rất là nhỏ. Khu vực chợ đoạn này thì chưa giải tỏa đâu, khu vực trên thì chúng ta sẽ thấy giải tỏa. Nơi đây thì có cái chợ, trên con đường này có chợ Hòa Hưng, cũng rất là nhộn nhịp. Và đặc biệt con đường này thì xin đi để ý là hình như bán thời trang thì cũng nhiều lắm, quần áo. Và đây là một con đường để chúng ta vào khám chí quà.
ngày xưa có một cái câu rất là nghiêu ngao của bạn bè cho vay trả góp nè, có giới thiệu có hoa hồng khắp nơi, khổ ghê, cuộc sống là thế. Nè, con đường đi vào Cấm Chí Hòa, con đường Hòa Hưng, quýnh nó đi đừng cho má nó hay, má nó hay mình vô Cấm Chí Hòa, à, trại giam Chí Hòa, bây giờ là dùng từ trại giam. À, ngày xưa thì ưa có những cái câu nghiêu ngao đó lắm chị, à, thấy thằng nào có biểu hiện lạ thì nói mày mới ở bệnh viện Chợ Quán mà ra mày, nhưng mà thực tế lúc đó đâu có biết bệnh viện Chợ Quán là gì, nhưng mà sau này mới biết một là bệnh viện Chợ Quán hay là bệnh viện Biên Hòa, mà có những cái biểu hiện là lạ thì nói uống thuốc đủ chưa, à, uống thuốc quá liều đó, những cái câu đó cũng vui vui, à, nhưng mà tất nhiên là phải là những người bạn thân thôi, những người lạ mình đâu có dám nói là mắt nâu chân mày tím biển mặn bờ môi mệt lắm rồi. À, bây giờ thì chúng ta đi nha. Một tí nữa thôi là chúng ta thấy cái việc giải tỏa đền bù nó kéo dài xuyên suốt luôn qua ngã tư Bảy Hiền luôn anh chị. Còn về cái địa danh Cống Bà Xếp đó thì có nhiều người truyền miệng nhau lắm. Hồi xưa thì có một cái bà xếp, chồng bà thì làm ở ga Hòa Hưng, rồi nơi đó thì nước ngập dữ lắm, rồi làm cái cống, người ta gọi là Cống Bà Xếp, nó không có một cái thuyết phục, nó không có một cái gì đó gọi là thuyết phục, nhưng mà thôi, cái đó là cái truyền miệng cho vui vui. Có người nói tại sao gọi là ngã tư Bảy Hiền, tại ngày xưa ông thứ bảy mà ông hiền rất là vui, chỉ biết là cười thôi. Vô kỳ mà đi vô chợ bà quẹo thì hỏi cái bà tiểu thương, hỏi nó tại sao gọi là chợ bà quẹo cô, nó hồi xưa bà bị quẹo tay mà bán đắt lắm, ta gọi là chợ bà quẹo lấy tên bà. Nhưng mà có những sách vở thì lịch sử thì ghi lại thì nói ngày xưa là cái bầu hay là cái bờ nó rất là cong, người ta thế là người ta nói là ok là bờ quẹo, nhưng mà riết người ta đọc là chạy là bà quẹo đó, nó là vậy, có vẻ có hợp lý hơn. Ví dụ như bà hôm là ngày xưa là cái bầu hôm tre đó, bầu hôm mới đúng. Còn bà lét là cái bầu lét thì nó sẽ thích hợp. Cứ đi ngang đây là nhớ cô chú Hùng, cô chú khỏe, hy vọng rằng cuối năm cô chú về ăn Tết rồi cháu sẽ cùng với cô chú nhâm nhi một ly cà phê ở góc phố nào đó. Góc đây là con đường Tô Hiến Thành, để chúng ta về bên trái nè, để chúng ta về với trường đua Phú Thọ. Đây cái chợ thì lúc nào thì cũng nhộn nhịp như thế chị, buôn bán nhộn nhịp, nhưng mà cái chợ ngày hôm nay thì nó có những cái chợ tự phát nữa trong một con hẻm. Một lát Sunny sẽ đi con hẻm đó để vào cái khu Cống Bà Xếp. Cái chợ Hòa Hưng. Rồi ở
đây có một con hẻm thì Sunny sẽ đi vào cái hẻm nha. Và cái hẻm này cũng là một cái chợ. Nếu đi thẳng là ngã ba ông Tạ đó anh chị. Rồi đây là có cái hẻm nè. Đó chị anh thấy không, buôn bán mà ngồi ngủ gục luôn á, bán đắt quá đâu có ngủ gục đâu. Đó, cuộc sống thì muôn màu muôn sắc muôn vẻ khác nhau đó. Rồi chúng ta sẽ quẹo. Đây là cái chợ, đây là chợ tự phát thôi, nó cạnh tranh trực tiếp là chợ Hòa Hưng. Rồi. Hướng bên đây là quận 3, hướng bên kia là quận 10. Cuộc sống ngày hôm nay ở Sài Gòn người dân đó, người ta buôn bán ta dựa vào cái lề đường anh chị. Tại sao mà bên nước ngoài rất ít chợ tự phát và cái lề đường thì nó sạch sẽ, nó ngăn nắp. Đối với ở Việt Nam thì còn nghèo, người dân thì cũng dựa vào lề đường mà sinh sống thôi. Còn đường hẻm mang theo cái đường ray để đi vào ga Hòa Hưng đó. Bức tường. Và ngay cái góc này là có đường ray. Còn đường ray để chúng ta vào cái depo của xe lửa. Đường ray. Đó, đường ray rác không, anh chị thấy hai bên là rác không à. Đó, vô ga đó. Và bây giờ Sunny sẽ đi con đường Hoàng Đạo. Và Sunny sẽ đi vào cái khu vực depo nha. Để chia sẻ với anh chị, ở đây thì nó có một cái xóm mang theo cái đường ray này. Nó kéo dài tuốt đến cầu Hang Ngoài, cầu Hang Trong ở Gò Vấp lần anh chị. Đây cái hẻm thôi, cái hẻm cục nha anh chị ha. Mà nhưng mà đi để anh chị chia sẻ với anh chị những hình ảnh đó. Cái đời bô đó, xe lửa chạy ra chạy vô để người ta sửa chữa thôi. Rồi thôi chúng ta quay ra nha anh chị ha. Đó, cho anh chị coi cái cảnh thôi. Ở đây thì người ta cốt yếu sống nghề thu ve chai. Ở đây cái khu vực này ngày xưa còn nghèo lắm, bây giờ nó cũng đỡ hơn tí rồi. Nhưng mà đa số thì còn nghèo. Đi Sài Gòn nhiều mới thấy những cái cảnh những nhà triệu đô đóng cửa bỏ hoang, còn những người ta không có nhà để người ta ở. À, con đường Hoàng Đạo, nay là con đường Trần Văn Đán. Đây. Và ở đây cũng có một cái chợ. Mé bên trái là những con hẻm để chúng ta đi ra cái dòng kênh nha anh chị. Dòng kênh bây giờ một lát thì Sunny sẽ đi một đoạn để chia sẻ với anh chị. Bây giờ nó hoàn toàn khác và chia sẻ với chú luôn. Thì ngày xưa là con đường này rất là phức tạp nè. Nhà cửa lụp sụp, bây giờ vẫn nhà cửa lụp sụp. Họ sống tạm men theo cái đường rầy thôi, đường rầy xe lửa. Bên phải, bên trái thì nhà cửa thì nói chung là kiên cố, bên phải
và con đường này nó giống một con đường, đó là cái xóm, cái xóm đường rầy trên con đường Nguyễn Thượng Hiền, chợ Vườn Chuối đó. Đó thì cái đó cũng là đường rầy mà, ở đây cái xóm cũng xóm đường rầy. Cái này mình sẽ quẹo ra đến ga luôn, ga Hòa Hưng. Nơi đây là ngày xưa là cái một cái mảnh đất cát, là đất trống thôi, nhưng mà bây giờ anh chị thấy nhà mọc lên nè. Ngày xưa vô đây, cái đó là những hình ảnh mà Sunny kể vào năm 1999 đó. Mình quẹo vào hẻm 159 này coi. Coi chúng ta đi đâu. Hẻm 159 Trần Văn Đan, quận 3. Rất là nhiều con hẻm quằn quèo. Cái này là chuẩn bị ra dòng kênh rồi. Quá ngoằn ngoèo. Chạy theo cái anh chị này luôn. Rồi, ok, ra dòng kênh, thấy chung cư là ra đến dòng kênh rồi. Chưa ra đâu. Kênh Nhiêu Lộc. Rồi ok, à, ra rồi. Đó, anh chị thấy không? À, ngày xưa là nguyên một cái dãy nhà sàn ở đây nè. À, bây giờ anh chị đâu còn thấy đâu. Đâu còn thấy những dãy nhà sàn và buổi tối trên con đường Hoàng Sa. Mé bên trái là Trường Sa. Buổi tối cũng rất là đông vui. Cống Hòa Xiếc ngày xưa và nay. Và Sunny sẽ quẹo vào một cái hẻm để chúng ta đi qua bên cái hướng con đường Trần Văn Đan nha. Giống như ở đây giống như một cái dốc nó chài xuống dòng kênh, chị thấy không? Đây là cái đường lên dốc nè, cái nền đất ngày xưa. Đây đúng là đường xá nó ngoằn ngoèo ghê thiệt.
đây là phòng trọ cũng nhiều, báo giá luôn, còn một phòng trống thoáng mát, giá là 1,7 triệu. Ở đây chắc sinh viên thuê, giờ anh chị thấy giá 1,7 triệu đó. Rồi, đây là con đường Trần Văn Đan, đó, những căn nhà men theo bờ tường của ga Quảng Hưng. Và Tony sẽ mời cô chú anh chị chúng ta về sân ga. Giống như nãy giờ chúng ta đi một vòng con đường Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng 8, rồi xong là vòng vô đây, rồi mình đi tới sân ga, xong mình vòng ra ngã 6 Dân Chủ luôn đó. Nó là vậy, nó một vòng đó. Còn thu mua phế liệu, ve chai, buôn bán nhỏ thôi trên con đường này. Đây, bức tường bên phải là bức tường của ga Hòa Hưng. Nhớ vào năm 99-2000 thì trên cái dọc cái dãy bức tường này có một cái quán cà phê, và Sunny có thực hiện một cái chương trình thưởng thức nét cà phê và trúng thưởng, bốc thông trúng thưởng đó, nhưng mà bây giờ trở thành vật liệu xây dựng đây đó, bức tường. Nên Sunny cũng luồn lách đi vào trong cái khu vực này. Còn trước đó thì Sunny không biết đâu anh chị, thú nhận là như thế, không biết đâu. Cái dãy mà kho của ga Hòa Hưng. Chúng ta sẽ một vòng coi ga Hòa Hưng coi người ta đi có nhộn nhịp hay không. Công ty cổ phần Hỏa Xa Sài Gòn, bây giờ người ta ít dùng từ Hỏa Xa lắm, ngày xưa là dùng từ Hỏa Xa anh chị ha. Còn cái tường người thì dùng từ nói là từ là đường rầy, người thì nói thì đường rây, nhưng mà theo Sunny nghĩ đó, nó xuất phát từ tiếng Anh đó. Nên có nhiều người sẽ nói như thế này đúng, như thế kia đúng, kể cả Sunny thì Sunny cũng biết như thế nào là đúng. Sunny thường dùng từ đường rầy, ga, sân ga vắng vẻ. Ôi sân ga vắng vẻ. Nói chứ ga này những cái dịp lễ nghỉ vài ngày hoặc là dịp Tết thôi bà con mới đi nhiều, tại vì bây giờ máy bay giá cũng rẻ lắm anh chị, người ta có những cái chương trình khuyến mãi đó, giá cũng rẻ lắm. Nên nhưng mà đi xe lửa thì nó cũng có một cái trải nghiệm cũng thú vị anh chị ha, nhìn trọn vẹn những con đường mà chúng ta đi. Nếu mà đi xe đó thì chúng ta nhìn thấy con đường quốc lộ thôi, nhưng mà đi
xe lửa băng qua những cánh rừng ha, băng qua đồi núi, băng qua làng mạc và tận sâu vào bên trong, cũng hay, có một trải nghiệm thú vị. Ga thì cũng vắng quá. Và Sunny sẽ mang theo một con đường để chúng ta về ngã 6 Dân Chủ nha anh chị ha. Đây là con đường mang tên là Nguyễn Phúc Nguyên, và đối với con đường này thì buôn có bạn bán có phường, người ta bán chén kiểu ly thủy tinh rất là nhiều, tô chén ly thủy tinh chứ không có bán đồ nhựa anh chị, đủ các kiểu dáng khác nhau, nhưng mà đa số thì hàng Việt Nam, hàng Trung Quốc thì nhiều. Con đường Nguyễn Phúc Nguyên ngày xưa nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà sau này được mở rộng và tráng nhựa. Máy trái là có dòng xe để chúng ta chạy về dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Bên phải là chúng ta quẹo ra ngay chỗ con đường Lê Văn Duyệt, Cách Mạng Tháng 8, ngay chỗ trại Hoàng Hoa Thắng, trại Lê Văn Duyệt đó. Rồi, trước mặt anh chị đó là ngã 6 Dân Chủ, công trường Dân Chủ. Và với video clip này, Sunny cũng rất là vui. Chúng ta thăm lại Cống Bà Xíp, một cái địa danh khét tiếng ao hồ năm xưa, coi ngày hôm nay như thế nào. Và cũng rất là vui thực hiện cho chú. Đây là cũng là một cái lời cảm ơn của Sunny. Trong suốt thời gian vừa qua, cô chú anh chị và các bạn luôn ủng hộ kênh Sunny Đòn. Rồi, xin đi đoàn thân ái mến chào. Và trước mặt chúng ta đó là con đường 3/2 Trần Quốc Toản. Bye bye, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye.